Nãy shipper gọi điện cho mình bảo là mình có một cái đơn hàng, hiện tại đang hẹn cô ấy ra bên ngoài này để nhận hàng. Anh Tuấn à? À ờ. Vâng, vừa xong em có gọi cho anh, em có một đơn hàng ship đấy. À, à bây giờ em giao cho anh. Đơn hàng gì đấy em? À, đơn hàng giấy anh ạ. Em thấy anh đặt hàng, em xem hàng nhá. À, đây rồi. Cái bao của anh bao tiền em? Của anh là 120 anh ạ. Một tờ thùng là được 30 gói đấy. À thế à? Ừ. Thế thôi anh cầm tạm 200 này, còn thừa anh cho em tiền uống nước. À vâng, thì em cảm ơn anh nhá. À anh ơi, vừa xong cái thùng này là đóng thùng ấy, nhưng mà đợt vừa rồi mưa ướt quá, thế là em lại phải bỏ thùng đi, em cho tạm vào túi ni lông anh nhá. À ok, không quan trọng đâu, quan trọng là chất lượng giấy bên trong là nó như nào thôi, còn thùng thì anh cũng mua về, anh mang về thì anh cũng bỏ đi thôi mà. Vâng, thế xong có gì anh kiểm tra lại giấy xem chất lượng nhá, như nào nhá. Tại em chỉ là ship thôi anh ạ. Ok rồi anh, vâng. Cảm ơn nhá. Ok anh ạ, em cảm ơn. Vừa nhận được cái đơn hàng của em shipper xong thì bây giờ mình sẽ mở ra, mình sẽ đánh giá luôn cho chất lượng sản phẩm giấy cũng như là mẫu mã bao bì nhá. Đấy. Thì theo tổng quan bên ngoài thì mình đánh giá là họ đóng gói cái giấy đây nhìn trông nó rất là đẹp nhá. Đấy, có rất là nhiều màu sắc này, từ màu xanh này, màu hồng này, sắp đến là màu tím này. Đấy, màu sắc thì rất là đa dạng nhá. Đấy, trên TikTok người ta đang quảng cáo là cái loại giấy này, loại giấy thấm hút rất là tốt này. Bây giờ mình sẽ khui một hộp ra để mình xem về chất lượng giấy như nào cho anh em nhé. Nhìn tổng quan bên ngoài thì chúng ta có thể thấy là cái chất lượng giấy thì khá là mịn. Đấy. Thì, người ta nói rằng là cái loại này là thấm hút rất là tốt. Đấy. Thì hiện tại bây giờ là mình vừa mới lấy về, mình bóc luôn ra để review cho anh em. Còn tí nữa khi mình về nhà ấy, thì mình sẽ làm cái gì video khác là về cái chất lượng giấy, xem là thấm hút như nào. Đấy. Mọi người có thể nhìn qua rằng là cái tổng thể là cái giấy này là nhìn trông nó mịn, đẹp. Đấy. Còn có cả khắc cả những cái hoa văn ở trên giấy đây. Đấy, rất là đẹp nhá. Rồi thì theo mình đánh giá tổng quan của cái giấy này là 9 trên 10 điểm. Đấy. Còn nếu sau khi về mà mình thì, tổng quan bên ngoài là 9 trên 10 điểm. Còn nếu như sau khi mình về mình test nước thì mình sẽ cho các bạn một cái kết quả chuẩn nhất. Đấy, còn hiện tại các bạn nhìn về tổng quan thì các bạn đánh giá là bao nhiêu điểm về chất lượng giấy này. Đấy, mọi người comment ở bên xuống bên dưới nhé, để mình biết được ý kiến của tất cả các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video.